Quý vị đang đi tìm kiếm một bức tranh siêu to khổng lồ đặc biệt ấn tượng để cho không gian của ngôi nhà mình, thì đây chính là bức tranh mà quý vị đang đi tìm kiếm một sự lựa chọn hoàn hảo để cho cái không gian của nhà quý vị đấy ạ. Bức tranh cửu ngư vượt vũ môn hóa rồng trên cái chất liệu gỗ gõ Lào và nguyên tấm nha quý vị. Nguyên tấm cái kích thước chiều dài là 2m63 và chiều cao là 1m5, đục sâu khoanh bong là 12cm và cái độ nổi khối ở trên đầu ông rồng này là lên đến 20cm thưa quý vị. Với một cái kích thước phôi gỗ mà dày 12cm, có cái chiều dài lên đến 2m63, cao là 1m5 như thế này thì quý vị phải nói rằng là đây là một cái cục gỗ rất là hiếm có. Và đồ gỗ Băng Cao đã chọn lựa một cái bức tranh thật là ý nghĩa để có thể đục lên cái phôi gỗ như thế này. Và cái bức tranh cửu ngư vượt vũ môn hóa rồng đã được đồ gỗ Băng Cao lựa chọn và tạo dựng lên có cái độ kênh bong nổi khối rất là cao với cái chi tiết đục chạm rất là tinh xảo để có thể tạo lên được một cái bức tranh thật là đẹp và ý nghĩa sâu sắc, có cái chiều sâu về mặt nghệ thuật, chiều sâu về mặt nội dung như thế này để gửi đến quý vị. Và chi tiết bức tranh thế nào thì xin mời quý vị cùng đi vào từng cái khung cảnh một trong cái bức tranh này nhé. Đầu tiên thì phải nói đến là cái cửa ngũ môn quan. Cửa ngũ môn quan với những cái cơn phong ba bão táp, với những đàn cá có chín chú cá thủ ngư phải không ạ? Chín chú cá đang vùng vẫy vượt qua những cơn phong ba bão táp để có thể hóa mình trở lên thành một cái nhân vật quyền lực, thành một cái linh vật như là linh vật rồng với cái quyền lực tối cao, hô mưa gọi gió, điều khiển vũ trụ và giúp đỡ dân lành. Quý vị có thể thấy không ạ? Đây chính là cái ông rồng ở cái vị trí cao nhất và được làm to nhất để có thể tạo lên được một cái sự bề thế cho cái bức tranh, bề thế kỳ vĩ cho cái khuôn tranh này. Và quý vị có thấy không, từng những các cái chi tiết một thì đều được đồ gỗ Băng Cao làm rất là đẹp, rất là tinh và rất là có hồn phải không ạ? Chín chú cá hẳn chín chú cá, nhưng mà mỗi chú lại có một cái nét đẹp khác nhau, một cái dáng dấp khác nhau, nhưng mà tất cả đều đang rất là cố gắng nỗ lực và với một ý chí rất là cao để có thể vươn mình lên đến với cửa ngũ môn quan và hóa rồng. Như quý vị thấy ở đây, ở giữa cửa ngũ môn quan chính là một chú cá với cái đầu rồng và đuôi là đuôi cá đang vươn mình để trở thành rồng. Và tất cả những các cái hình ảnh này đang hiện diện và tạo lên được một cái nét đẹp vô cùng cao cho cái bức tranh này. Một cái bức tranh như là đang có hoạt động, đang có cái sự diễn ra và đang rất là mạnh mẽ. Như chú rồng ở trên đây thì chúng ta đang thấy có một cái luồng lửa đang phát ra, tất cả đều làm cho cái bức tranh trở lên là vô cùng là đẹp đẽ và sâu sắc, có một cái gì để cuốn hút người nhìn. Xung quanh là những các cái hình ảnh đám mây ở trên trời, hay là những đóa hoa sen, những các cái đầm sen ở dưới nước đang vô cùng là đẹp đẽ, tạo lên được một cái khung cảnh mới mẻ và sâu sắc cho cái bức tranh này. Tất cả đều rất là tự nhiên và được làm vô cùng là tinh tế từ các cái nhân của đồ gỗ Băng Cao. Còn về ý nghĩa của bức tranh này thì sao? Bức tranh này thì không phải là một cái bức tranh đơn thuần mà nó có ý nghĩa vô cùng là sâu sắc về cái sự ý chí, về cái sự nỗ lực của con người vươn mình lên để có thể trở lên xuất sắc hơn, trở lên tốt đẹp hơn và luôn luôn có những các cái sự cố gắng để có thể tạo thành một cái kỳ tích, một cái điều mà mình có thể vượt qua được cái bản thân để tạo lên được những các cái điều rất là tốt đẹp cho cuộc sống. Cũng là một cái lời răn dạy để khi mà quý vị đang trong cái sự bộn bề cuộc sống, đang trong cái stress trong công việc, thì khi mà quý vị ngắm nhìn thì tự dưng bản thân mình cũng sẽ có những các cái sự cố gắng và nghị lực để vươn lên. Đó chính là những các cái ý nghĩa vô cùng tốt đẹp nếu như mà quý vị trưng bày trong không gian của ngôi nhà mình. Bức tranh này thì đặt ở đâu? Với cái bức tranh có cái kích thước chiều dài là 2m63, cao là 1m5 và dày là 12 phân như thế này, thì quý vị có thể kê ở phòng khách, nơi mà có rất là nhiều ánh sáng đèn. Thì đây chính là một cái bức tranh sẽ làm lung linh, sẽ làm tỏa sáng cái phòng khách của quý vị và sẽ được rất là nhiều người ngắm nghía. Hoặc quý vị có thể đặt ở phòng thờ, một nơi rất là linh thiêng cho
gia đình thì đây chính là một bức tranh rất là phong thủy để quý vị có thể đặt và để kính và tạo lên được một cái góc rất là linh thiêng cổ kính cho không gian. Hoặc quý vị có thể đặt ở đại sảnh công ty, khách sạn thì đây chính là một bức tranh mà muốn là nói lên cái sự cố gắng nỗ lực của những nhân viên để tạo lên được một cái nguồn động lực để cho nhân viên cố gắng và phát triển vươn mình lên để luôn luôn làm việc và phát triển bản thân. Đây là một cái bức tranh mà nếu như mà quý vị làm quà tặng thì cũng vô cùng là ấn tượng, vô cùng ấn tượng và có ý nghĩa rất là sâu sắc để gửi đến cái người mà quý vị muốn tặng. Và đây chính là một cái món quà tặng mà ai ai nhìn vào thì cũng vô cùng là bất ngờ và cảm động. Và đó chính là một cái bức tranh cửu ngư vượt vũ môn hóa rồng trên cái chất liệu gỗ gõ nào mà em mình muốn gửi đến quý vị. Quý vị mà muốn đến trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Băng Thao thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline là 0357 745 412, và địa chỉ của chúng tôi tại số 40 đường Phan 6 Vạn Điểm Thường Tín luôn luôn mở cửa chào đón quý vị để có thể đến và tham quan chiêm ngưỡng những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất thủ công mỹ nghệ vô cùng đẹp đẽ từ tay các nghệ nhân của làng nghề mộc Vạn Điểm Thường Tín Hà Nội tại đồ gỗ Băng Thao nhé. Cuối cùng thì mình xin được kết cái video clip vô cùng là đặc biệt này tại đây. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đồ gỗ Băng Thao xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Nhớ follow kênh của chúng tôi nhé. Đồ gỗ Băng Thao xin chào. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muông cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.